Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Điện máy Quang Hạnh. Máy rửa là thiết bị gia dụng vô cùng cần thiết, đặc biệt là vào những ngày nồm ẩm. Và nếu bạn vẫn còn đang loay hoay tìm kiếm một chiếc máy hút ẩm phù hợp với gia đình của mình, hãy cùng Toàn đi khám phá top 5 chiếc máy hút ẩm chất lượng tốt bán chạy tại Điện máy Quang Hạnh ngay bây giờ nhé. Máy hút ẩm đã và đang trở nên rất quen thuộc với mọi ngôi nhà nhờ khả năng hút ẩm nhanh chóng, trả lại không khí trong lành thoáng đãng. Đồng thời máy sẽ bảo vệ sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình, đặc biệt là với những người có bệnh liên quan đến đường hô hấp. Với thời tiết nhiệt ẩm gió mùa như ở Việt Nam hiện nay, chắc hẳn chúng ta đã rất quen thuộc với việc quần áo, chăn ga, gối đệm có mùi khó chịu hay các thiết bị điện tử bị hỏng hóc do nồm ẩm. Vì thế, một chiếc máy hút ẩm sẽ là điều rất cần thiết có trong không gian và môi trường của chúng ta. Dựa vào các tiêu chí như công suất hút, diện tích hút, độ ồn, v.v. thì đây sẽ là 5 chiếc máy hút ẩm nổi bật mà mình sẽ giới thiệu, bao gồm: đầu tiên là máy hút ẩm DeLonghi DD23VP, hiện có mức giá khoảng hơn 14 triệu đồng, loại bỏ độ ẩm tới 30 lít một ngày, phù hợp với căn phòng có thể tích 150 m³, trực quan hóa nhiệt độ phòng và độ ẩm trên màn hình LCD, thiết kế hiện đại, sang trọng, dung tích bình chứa lên tới 6 lít, công suất 575W, hoạt động ở độ ồn chỉ 54 dB, có hệ thống bơm tăng cường, hút ẩm tốt ở những nơi có chiều cao tối đa là 5m, bộ lọc chống bụi giúp không khí của bạn luôn sạch sẽ. Sản phẩm thứ hai là máy hút ẩm DeLonghi DEX216F, có mức giá dao động từ 7,5 tới 8,5 triệu đồng. Thiết bị có công suất hút ẩm đạt 16 lít một ngày, phù hợp với nhu cầu sử dụng cho gia đình văn phòng từ 20 tới 30m², màu sắc hiện đại, kiểu dáng tinh tế, bình chứa nước dung tích 2,1 lít, tháo lắp đơn giản, dễ dàng di chuyển thiết bị với tay cầm tích hợp, nhanh chóng làm khô quần áo của bạn nhờ chức năng sấy đồ giặt, giảm thiểu tiêu thụ năng lượng khi có công suất chỉ 210W và độ ồn chỉ 37 dB, quản lý nhiệt độ và độ ẩm trong phòng bằng bảng điều khiển LCD với các phím cảm ứng mềm thông minh. Tiếp đến là máy hút ẩm Fujie HM914EC, hiện đang có mức giá chưa tới 4 triệu đồng, khá hợp lý. Được thiết kế với kiểu dáng thời trang hiện đại, kết hợp với màu trắng trang nhã tinh tế. Sản phẩm được tích hợp công nghệ chống ồn nên có độ ồn rất thấp chỉ 39 dB, có chế độ hẹn giờ lên tới 24 tiếng, công suất hoạt động là 250W, có thể hút ẩm 14 lít một ngày, bình chứa nước dung tích 2,3 lít, tháo lắp đơn giản, dễ di chuyển, có thể đặt ở trong mọi không gian phòng, được trang bị màng lọc loại bỏ các chất ô nhiễm, khói bụi trong không khí. Máy hút ẩm thứ tư có model Start the Form Albert 20L, có kiểu dáng đẹp mắt, màu sắc trang nhã, bàn điều khiển trực quan, dễ sử dụng, công suất tối đa đạt 320W, có thể hút ẩm 20 lít một ngày và bình chứa nước có dung tích 4,6 lít, vận hành êm ái, hạn chế tiếng ồn với độ ồn chỉ 33 dB, phù hợp với diện tích khoảng 60m². Chế độ swing tách ẩm mang lại cảm giác khô thoáng và chế độ tắt tự động khi khay nước đầy, an toàn khi sử dụng. Sản phẩm cuối cùng mình muốn nhắc tới là máy hút ẩm kết hợp lọc không khí Saab DW E16FAW, là một trong những sản phẩm đầu tiên kết hợp cả hút ẩm và lọc không khí tại Việt Nam. Thiết kế đơn giản, tinh tế, dung tích bình chứa đạt 3 lít, công suất chỉ 190W, nhưng hút ẩm liên tục một ngày đạt 16 lít, phù hợp với văn phòng diện tích 38m². Hệ thống màng lọc không khí có 3 màng lọc độ bền cao, giúp loại bỏ hầu hết các loại bụi bẩn, vi khuẩn, phấn hoa, nấm mốc, v.v. Độ ồn rất thấp, chạy rất êm, không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt. Có tính năng hẹn giờ tắt máy từ 2, 4 đến 6 tiếng và khóa phím trẻ em. Vừa rồi, Toàn đã giới thiệu tới mọi người top 5 chiếc máy hút ẩm giá thành tốt, chất lượng tốt và đang bán chạy tại Điện máy Quang Hạnh. Các bạn có thể đặt hàng tại đường link phía dưới của phần mô tả hoặc gọi ngay tới hotline 024-6260-4488 để được các nhân viên tư vấn rõ hơn về sản phẩm. Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực gia dụng cao cấp, Điện máy Quang Hạnh cam kết sản phẩm chính hãng 100%, nhập khẩu nguyên đai nguyên chiếc, chính sách một đổi một trong vòng 7 ngày nếu có lỗi của nhà sản xuất, đội ngũ chăm sóc khách hàng sau bán nhiệt tình, chu đáo, vận chuyển lắp đặt nhanh chóng, đúng hẹn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và gặp lại.